Tao ra nhiệm vụ cho mày lượm cái đơn được rồi, còn tao vô cổng mày lượm giết tao. Chạy đi, tao chạy thôi. Tìm từ phía ban giám khảo mà riêng Kiều Anh sẽ tặng em mỗi đứa một điểm.
chịu. Đó là sự ngưỡng mộ đầu tiên, ngưỡng mộ thì không ngưỡng mộ về những thứ đâu chưa. Ngưỡng mộ về sự lý đạo cụ và những tốc tăng về mặt kịch bản. Thì chỉ nói một câu như thế này có thể xúc phạm các em, nhưng mình đi về cho xin lỗi. Một cái tiểu phẩm cùng hoành tráng. Chị xin phép đi nhiều điểm cho mẹ chơi trước thì chị cho sao nha. Thấy quá. Má lại ít quá cần. Nó tụi nó lát một cái, nó đơ luôn chứ. Thành ra thôi. Và với điểm số như thế này thì không biết rằng là đạo diễn Diệp Tiên anh có hài lòng với phần dự thi của Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng không ạ? Cái câu điểm mà nãy giờ được cho là đúng. Nãy giờ cái thư đó là hạnh phúc khi mà hai đứa hoàn thành tốt cái điểm này. Cái này là thành quả của tất cả anh em mình. Ba ngày liên tiếp tập đêm. Ngày nào cũng khi mình được đến sáng. Và được hai đứa nữa. Tụi nó hơi đủ rồi, tụi nó yên tâm đi. Và tụi nó vẫn ở lại cho nó tập. Tụi con cũng rất là lo. Thực sự là hơi tiêu, nhưng mà thực sự bữa nay mà ra diễn gì là thành quả công sức và từ tôi như khán giả và từ mình thực sự là hôm nay bỏ cái nhiều, nhưng mà chỉ có một tờ góp ý như vậy. Từ đây về sau là ơn hỏi cậu những giá đó từ giá đó đâu cái gì mà trời ơi, bà lâu có ra bắt được cái xe con cục bự lắm, trời ơi chị sợ lắm đó không vâng thôi. Chính cái điều không thôi không phải là chứ nghe chị kêu chị nó mới muốn là vì tụi nó là giả dạng mà cưng hơn. Cho nên theo trước là không đúng đâu. Bởi vì sao mà chị nói là chị cô cho em chị trả giá chị thích vô cùng là bởi vì trong đó là đầy đủ chất của một thằng con trai. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đạo diễn của Hồng Nhung, Tuấn Anh, Minh Quân, Tấn Lực, Thạch Nhân, các thành viên của vũ đoàn Tiếp Lia và đặc biệt là sự quay trở lại của Tấn Hảo với tin của người sinh viên của thứ hai năm 2016. Và thưa quý vị, nếu như quý vị muốn được ủng hộ cho hai thí sinh là Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng thì hãy nhắn tin theo cú pháp VXV khoảng cách mã số thí sinh và gửi về tổng đài 8234. Lạc Hoàng Long số báo danh 01 và Tuấn Dũng số báo danh 08.
Thank you.